Tới bay và gió có lẽ là câu nói đầu tiên của chữ cười may mắn hết phần thiên hạ sau đây khi thuật lại tai họa từ đầu ập đến với mình. Nói đúng hơn là trong cây rủi có cây may. Bởi đang dừng xe chờ đèn đỏ, đậu xe bên đường, bóng cây xanh bất thình lình ngã gây hư hỏng phương tiện, suýt mất mạng. Vấn đề không đơn thuần là sự việc riêng lẻ hiếm hoi, trời kêu ai nấy dạ, mà liên tiếp xảy ra tình trạng cây xanh tại các đô thị lớn bật gốc, gãy đổ, cản trở giao thông, gây hư hại tài sản và nguy hiểm cho người đi đường. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ cây xanh ngã đổ, gây hư hỏng tài sản, khiến người đi đường và các cá nhân tham gia giao thông hoang mang, lo lắng. Cách đây 3 ngày, trưa 11 tháng 8, trời chuyển mưa có dông lốc giật mạnh, hàng loạt cây xanh dưới đường kính từ 20-30cm trong dải phân cách trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa bàn quận 8 và Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị bật gốc ngã hàng loạt. Ba ô tô dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ An Dương Dương, Võ Văn Kiệt, quận 8 bị cây ngã đè trúng gây mập méo hư hỏng. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Trước đó tầm 2 tháng, trưa ngày 2 tháng 6, trong cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh, một cây xanh có đường kính gần nửa mét, cao khoảng 20 mét, trên đường Bùi Văn Thêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bật gốc ngã xuống đường. Thân cây đè vào đường dây điện và một xe tải đang đậu. Mai thay, nhà chức trách cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bên trong xe không có người và đoạn đường cũng không có ai lưu thông. Tương tự là sự cố xảy ra vào chiều 28 tháng 5 vừa qua. Cây nhạt ngựa trên đường Ký Con, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bị bật gốc ngã xuống đường. Cây này cao khoảng 10 mét đè lên chiếc xe ô tô đang đậu bên dưới. Vụ việc khiến phương tiện hư hỏng nặng, may mắn là không có ai bị thương. Đại diện đơn vị chăm sóc cây xanh trên đoạn đường này cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến cây xanh bật gốc là do điều kiện thời tiết có mưa to và gió lốc. Mưa và gió lốc được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây xanh ngã đổ. Dù rằng đại diện các công ty công viên cây xanh cho biết, nhân viên cố gắng khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thế nhưng, việc mưa giông, gió giật, lốc xoáy dẫn đến một số cây xanh bị bật gốc tét cành là không lường trước được. Trong khi đó, tác động của quá trình đô thị quá, mạch nước ngầm giảm hay là mặn xâm nhập dẫn đến cây xanh dễ bị xâm hại và dễ bị đổ ngã bật gốc. Tuy nhiên, cá biệt cũng có những cây xanh không nằm trong các khu vực như vậy mà vẫn bị gãy đổ. Thế mới thấy xác định được nguyên nhân cũng lắm nhiều khi. Trả lời cho câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường trong những vụ việc như vừa nêu cũng khó khăn chẳng kém, vì không lẽ ôm cây đợi thỏ. Luật sư Nguyễn Xuân Dũng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích về nguyên tắc cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý chăm sóc cây xanh phải bồi thường thiệt hại. Bộ luật dân sự năm 2005 có các quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Ở đây, yếu tố lỗi là điều kiện đầu tiên phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Mặt khác, khoản 3, điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Hiện nay, hầu hết cây xanh trên địa bàn các đô thị được nhà nước giao nhiệm vụ trồng, quản lý và chăm sóc cho các công ty công viên cây xanh. Như vậy, tổ chức cá nhân bị thiệt hại do cây xanh gãy, đổ có thể khởi kiện công ty để yêu cầu bồi thường thiệt hại, căn cứ vào mức độ thiệt hại gồm tài sản, tính mạng, sức khỏe. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Dũng, cần lưu ý trong một số trường hợp, dù thiệt hại có xảy ra nhưng nạn nhân sẽ không được bồi thường nếu sự cố xảy ra do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 2, điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Cùng quan điểm, luật sư Phạm Thanh Tùng, văn phòng luật sư Phạm Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bổ sung, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Theo quy định tại điều 161 Bộ luật dân sự 2005. Cũng cần nói thêm rằng khi thực hiện trách nhiệm bồi thường phải ưu tiên theo hướng bồi thường thiệt hại trong hợp đồng trước, nghĩa là xe ô tô, tài sản nếu mua bảo hiểm rồi thì đơn vị bảo hiểm bồi thường theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng, sau đó mới tính đến phương án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
là trách nhiệm bồi thường của đơn vị quản lý chăm sóc cây xanh. Về phía người đi đường, vào những thời điểm mưa to kèm theo dông, lốc xoáy, khi lưu thông cần chú ý đề cao cảnh giác, không nên dừng xe hoặc trú mưa dưới gốc cây, tại các tuyến đường tập trung nhiều cây lớn, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.